Ủa mẹ, hôm nay mẹ đi chợ mới mua hai con gà ta để làm gì vậy mẹ? Kho sả ớt với để nấu canh lá da. À, một con kho sả ớt hả? Giờ mẹ rửa hả? Ủa, kho kho sả ớt là cái món con thích lắm luôn á. Rồi giờ em làm cái gì vậy? À, cái này mình thấy bầm nhuyễn phải không? Bây giờ tới khâu ớt hả mẹ? Gà này giờ mình ớt gì mẹ? Bỏ gà vô xong rồi lấy gia vị và ớt À, nhưng mà ớt cái gì? cho miếng muối vô nè, miếng muối vô nè, miếng cà no. À, muối cà no hả? Với miếng đường. Hành tỏi hả? Hành tỏi cho miếng ớt vô, miếng ớt vô nè. Này mình ớt nhiêu phút mẹ? Giờ tới nước mắm hả? Bộ phần này lát cái mẹ xào xào cho nó săn rồi mẹ nấu canh lá giang. À, vậy là cái còn phần đó lại mình chút mình nấu nấu canh lá giang hả? Bỏ hành tỏi vô cho nó thơm hả mẹ? Bây giờ là mình bỏ sả vô nữa hả? Bây giờ sả nó vàng này mình tỏi nó vàng này cho sả vô. Thấy sơ sơ cho nó thơm. Chưa gì nghe mùi thơm mà đói bụng quá mẹ ơi. Nó thơm mới bỏ cà ri vô. Giờ mình xốc lên cho nó săn lại hả? Thơm quá các bạn ơi, thơm quá cả nhà ơi.
nước vô. Cần gà này sáng đi muối đâu nè, gà người ta gà cái gà ta nuôi gà nó dai nên để sau cắn rồi giờ mày chế đi mắt mày nêm lại cho nó ngon. Hồi nãy là mẹ nêm sơ hả? Giờ mày chế thấm vô này cho nó thấm xong rồi mới chế nước ha. Chế nước vô nè, chế vô cho nó mềm lại. Bây giờ mình bắt đầu mẹ mới nêm tiếp, mẹ nêm cho nó ngon, nó đậm đà một chút. Giờ mới cho miếng đường vô nè. Rồi. Rồi đường cái gì nữa? Còn nêm đường thôi không có nêm gì nữa hả mẹ? Nêm đường thôi, nãy nêm đây rồi, rồi. Giờ mình chỉ bây giờ mình để cho nó sắc lại là ok hả? Rồi, xong đó. Bây giờ tới tới lặt rau hả em? Canh gà lá giang hả? Vậy là cái khâu gà xào sớ đó là mẹ làm, còn cái khâu nấu canh em nấu hả? Ừ, giữ ta. Lá giang này ăn chua lắm phải không em? Chua. Mà sao anh nhìn nó anh thấy nó giống lá trà xanh quá vậy? Nó nắng giống lá trà xanh mà. Thấy giống lá trà xanh á. Cái canh này anh chưa ăn bao giờ luôn á, hôm nay ăn thử. Em cũng chưa ăn nữa, hôm nay mẹ nấu lần đầu tiên ăn nè. Em muốn nghe người ta nói là ngon lắm. Bây giờ mình ra mình thăm lại cái chảo của chảo gà của mẹ mình xào sớ ở đây nha. Nó săn lại chưa mẹ? Cái này là mình đợi cạn hả? Đợi cạn sợ sệt á, ăn thấm vô cho nó ngon lắm. Con đói bụng lắm rồi đó, nghe mùi là con đói bụng lắm luôn á. Thanh món gà xào sớ ớt của mẹ mình đã làm xong rồi cả nhà ơi, với lại món canh gà lá giang. Và bây giờ làm sao mẹ? Mời cả nhà. Mời cả nhà cơm. Rồi. Ăn cơm cùng gia đình Hoàng Trinh nha. Ăn cơm vui vẻ cùng gia đình nha mọi người. Đây, món gà xào. Gà kho sả ớt hay là gà xào sả ớt là nó cũng nhảy phải không mẹ? Thì người ta kêu nhảy phải không? Cái món này là sáng giờ là mẹ Hoàng Trinh rửa xong rồi chặt rồi xào sả ớt nè cả nhà ơi. Nhìn rất là ngon nha. Mình đang rất là đói bụng nhưng mà phải quay clip cho cô chú anh chị xem. Mong một ngày hạnh phúc an lành đến cả nhà nha. Món gà này nó sệt lại ngon hả mẹ? Thơm và cay. Ăn đi con, đó là xé cho con. Đây là con trai lớn của Hoàng Trinh nè, nó tên là Kaka. Cháu rất thích ăn cánh gà. Gà chứ phải ăn cánh nè. Là mọi người thích ăn cánh nhất. Này em Út gà can anh em Út ăn không được. Em Út ăn với thịt kho. Cay không? Cay không? Cái món này là phải mình làm phải cay thì cay nó mới ngon. Nhưng mà tội cho những người không biết ăn cay là chú em này. Chú em này không biết ăn cay. Chú em này giờ là phải ăn thịt kho rồi. Rồi nhưng mà tập cho ăn cay nha. Ngon nha. Yeah. Món này là phải làm cay ha mẹ. Cay mới ngon. Đây là anh Út
anh Út Tiểu Long, Út Cưng Tiểu Long. Còn đây là anh ba Sony. Chào cả nhà. À, mình gia đình mình thì mình có ba đứa con trai. Đây là lớn nhất. Đây là giữa. Đây là Út. Còn đây là mẹ mình. Đây là bà xã của mình. Ba của mình thì mới mất ngay khoảng nửa năm. Ba của mình rất thích ăn món này, món canh này nhất nè, canh gà lá giang. Nấu canh này nhớ lại ba còn sống, ba thích ăn canh gà lá giang. Mỗi lần mà đó ba ăn cái mà nấu canh này anh ghét lắm, biết sao không? Anh đâu biết ăn đâu. Ba thấy ăn. Giờ thấy lại nhớ ba. Không nhận gà này nó thấm lại ngon hả mẹ? Ừ. Sắc lại ngon ghê á. Ăn đi con, luôn đi. Thôi để con quay đi rồi quay cho bà con, cô bác xem đi rồi chúc con ăn riêng. Không nhận hồi nãy mới xào nó còn trắng trắng ha. Giờ cái nó lên cái màu đẹp ghê ha. Sệt sệt. Ngon nghệ. Không. Sao à, không ăn cay được mà bà nội xé à, thấy ngon không? Dạ ngon. Thì tập ăn cay luôn đi. Dạ. Nãy giờ mẹ xé cho nó hả? Xé cho nó. Ồ, hôm nay ăn dám ăn cay luôn ta. Cay không con? Cay không đi. Cay. Ngon quá cả nhà ơi. Bà nội làm ngon quá mà. Món này là món ruột của bà nội mà. Đang làm YouTuber. Cơm gì chú ấy? À, và đây là quản gia của nhà Hoàng Vinh nè. Chú Quý đại ca. Ăn rồi hả chú ấy? Lan cơm gì? Canh với cá thôi. Cái thịt này nó không có cay á, chút em ấy lên dễ dễ cho Tiểu Long ăn nè. Dai ngon. Dai hả? Dai ngon. Nãy giờ anh hai ăn không phát biểu gì anh hai? Bình thường nó nhiều lắm mà sao lên clip ngại hay sao không dám nói. Dạ. Còn e hại lắm. Nãy con coi lại cái clip trước 6 tháng á, nhìn nó còn nhỏ xíu à. 6 tháng nay cái nó đùng cái. Có mấy đứa con nít tới tuổi này nó phát triển nhanh lắm. Ăn nữa không nội xé cho. Năm nữa cao con. Năm nữa cao con. Ăn thấy ngon ngon à. Lấy được chiên mình.
nuôi lúc nào cũng dai, lúc ngon luôn. Anh đi lo ăn không à? Còn ngon đi. Mấy em út kìa, ngon không? Chuyện hôm nay công nhận Tiểu Long nó dám ăn cay luôn hả con? Dạ. Sao hôm nay ăn cay được hay vậy? Dạ, con dám ăn cay. Con nãy giờ ăn chua quá. Chua hả? Dạ. Nãy thấy không chua mà giờ chua hả? Chua. Vậy là nó bị nó chua hậu á. Dạ, chua. Nãy con thấy cũng đâu có chua đâu. Nhưng mà canh này người ta nói chua mới ngon. Càng chua càng ngon. Vừa ăn không mẹ? Đó rồi, đó đi. Anh ba bị sặc ớt rồi. Ba vô uống nước tiếp rồi. Chua mà ngon quá, da ăn thơm. Vừa ăn ghê. Ừ, cho miếng dưa leo coi. Có mày ăn màu đẹp quá ha. Gà này phải ăn đúng gà ta, xào nó mới ngon. Bữa anh ra tiệm anh ăn gà mà gà công nghiệp xào sớt á, nó bụng ăn kỳ cục là dai á. Nó có người ăn phạm đó. Con cha nước này vô không? Nước này ăn không? Không thích ăn uống gì nữa. Là chọn thức mèo. Đâu ăn con gà nữa. Miếng gà. Cho con gà hả? Cho con ăn nguyên con gà luôn hả? Gà đi. À, bây giờ clip này Hoàng Trinh quay cho cả nhà thấy là buổi trưa sinh hoạt của bữa cơm gia đình của Hoàng Trinh. Nếu có thấy hay kính mong đại gia đình ủng hộ cho kênh của Hoàng Trinh để Hoàng Trinh có động lực tiếp tục làm kênh mới để phục vụ bà con cô bác. Một lần nữa Hoàng Trinh xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Chào. Sao đến ngày.